Ngày 14 tháng 9, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên bỗng nhiên rượt đánh bạn cùng phòng, đập phá đồ đạc rồi nhảy lầu chung cư tử vong. Khoảng 22 giờ tối ngày 12 tháng 9, hai bảo vệ của chung cư trên đường Thuận Giao 16, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An nghe tiếng đập phá đồ đạc bên trong một căn hộ trên tầng 7. Lúc này một người chạy đi báo ban quản lý, còn một người đứng quan sát căn phòng này. Khoảng 10 phút sau, bảo vệ nhìn thấy một nam thanh niên trèo ra ban công, cởi quần áo rồi nhảy xuống dưới. Vụ việc khiến người này tử vong tại chỗ, danh tính được xác định là Nguyễn Công Toàn, 28 tuổi, quê Hà Nội. Toàn thuê căn hộ trên sống cùng với anh Đỗ Minh Quân, 19 tuổi, quê Đắk Lắk. Khai với công an, anh Quân cho biết khoảng 21 giờ 45 phút, nạn nhân Toàn đang ngồi xem phim trên điện thoại thì đột nhiên la hét, đuổi đánh Quân nên anh này chạy thăng bộ xuống dưới sảnh. Tại đây Quân nhìn lên phòng thì thấy Toàn cởi quần áo, nhảy từ tầng 7 xuống công an đã tiến hành trích xuất camera xung quanh khu vực và có ghi nhận một phần sự việc quân cho biết trong quá trình chung sống nạn nhân không có gì bất thường và cũng không chơi ma túy